Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại thứ hai ở World Cup 2023 khi thua 0-2 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu ngày 27 tháng 7. Hai bàn thắng của Francisca Nazareth và Tema Incarnacao đã khép lại cánh cửa đi tiếp của thầy trò ông Mai Đức Chung. Dù đây là thất bại được dự đoán từ trước bởi Bồ Đào Nha ở đẳng cấp rất cao, nhưng rõ ràng ở sân chơi World Cup, mỗi trận đấu đều là một bài học đáng quý mà đội tuyển nữ Việt Nam phải trả giá để có được. Khác với trận gặp Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy đội hình tấn công trước Bồ Đào Nha. Sau quả đá phạt ở phút thứ 2 của Bích Thùy, đến lượt Huỳnh như có pha chuyền bóng khôn ngoan cho Dương Thị Vân ở phút thứ 4 trước khi bóng được căng vào nguy hiểm. Khi đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ tăng tốc trong 5 phút đầu trận, Bồ Đào Nha đã chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, việc đẩy đội hình lên cao khiến khoảng trống sau lưng hàng thủ Việt Nam bị khai thác triệt để. Tâm lý nôn nóng muốn đẩy đội hình lên để ghi bàn đã khiến các cầu thủ không còn đủ lạnh để giữ tập trung, dẫn tới thủng lưới đáng tiếc. Khi trận đấu bắt đầu, toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng nhận bàn thua sớm nên tâm lý nóng vội. Chúng tôi dâng lên cao và tiếp tục nhận bàn thua. Khi để đối thủ dẫn hai bàn rồi, chúng tôi hiểu rằng việc rượt đuổi rất khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã nôn nóng, tiền vệ Thanh Nhã chia sẻ. Trong hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi chậm rãi, cầm nhịp trận đấu tốt hơn. Sau hiệp 1, tôi chấn chỉnh cả đội nên các cầu thủ đã chơi tốt hơn. Các tiền vệ trụ phải đá trước mặt trung vệ nên mới giảm được sức tấn công của Bồ Đào Nha, ông Mai Đức Chung nói. Việc thích nghi với nhịp độ trận đấu không còn sao nhãng giúp các cầu thủ tạo được đường nét tấn công hài hòa, sắc nét hơn so với trận ra quân. Trong bối cảnh bất lợi về thể hình, thể lực và tốc độ, Huỳnh như cùng đồng đội vẫn có những pha ăn miếng trả miếng đầy trọng lượng. Các cầu thủ mạnh dạn phối hợp, đập nhả để mở khoảng trống. Khi xác định World Cup là sân chơi quá tầm, việc mỗi trận đấu có một bài học khác nhau để thấm nhuần hơi thở của bóng đá đỉnh cao là điểm sáng của ông Mai Đức Chung cùng học trò. Thi đấu với tinh thần học hỏi nhưng vẫn giữ được quyết tâm, không buông bỏ trước đối thủ mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam đã để lại hình ảnh đẹp. Sau hai trận đấu, đội tuyển nữ Hà Lan đã cho thấy vì sao đội bóng này đang là đương kim Á quân giải đấu. Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha trong trận đấu áp đảo toàn diện trước khi cầm hòa đương kim vô địch Mỹ. Ở cuộc so tài với Mỹ, Hà Lan chơi phòng ngự chắc chắn và tấn công bài bản. Với tuyến giữa kiểm soát bóng tối, cầm bóng 53% trước Mỹ, cùng hàng công giỏi càn lướt, Hà Lan sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Để đối đầu với tập thể toàn diện như Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam cần củng cố lại hệ thống phòng ngự, với cự ly gần và duy trì ổn định như đã thể hiện trong trận ra quân với Mỹ, nhưng cũng cần tự tin cầm bóng phản công như đã thể hiện trong hiệp 2 trận gặp Bồ Đào Nha. Có trái tim, nóng là tốt, nhưng cần cái đầu, lạnh, bình tĩnh đương đầu với khó khăn. Bản lĩnh của các cầu thủ sẽ được làm dày qua từng trận đấu, nếu đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, khó tránh khỏi khiếm khuyết, song cách toàn đội dám đối mặt với điểm yếu và cố gắng sửa chữa. Sự điều chỉnh ngay trong trận đấu của từng cầu thủ, dù tương đối muộn nhưng vẫn là điểm đáng khen. Trong bối cảnh Hà Lan đã định hình lối chơi, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lại vừa đá vừa sửa. Đó là chuyện thường tình của đội bóng lần đầu dự World Cup, còn nhiều điều phải cải thiện. Quan trọng là các cầu thủ tốt dần lên sau từng trận đấu và vượt qua giới hạn bản thân. Hãy trân trọng những bước đi dù nhỏ nhưng cần thiết để vươn mình ra thế giới.